bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mãi. Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau. Ôi đưa em tôi, đưa em cút côi, từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa. Ôi đưa em tôi, đưa em cút côi, từ nay không còn được ca hát nữa. Em rồi, chúng giết bằng chất độc màu da cam, chúng giết bằng chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận tàn, để lại cho tôi đưa em cùng tôi. Tôi cho em từ bóng đêm, từ giọt hồng cuộc sống. Nhưng giờ đây sự ấm của chiến tranh là chất độc màu da cam đã tàn phá em tôi, đã ăn vào cơ thể em tôi. Mẹ ơi, không thể nào, không thể
Rất tuyệt vời, xin được giới thiệu Hồng Nhung. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã nhận ra phần phụ diễn rất tuyệt vời của ca sĩ Đoan Trang. Thế chị có thể cho biết là cái động lực nào mà chị hy sinh vì học trò của mình nó quá là mãnh liệt đến như thế này được không ạ? Đêm nay là đêm cuối cùng rồi thì sẽ chia tay các con. Cho nên mình sẽ làm những cái gì đó động lại cái kỷ niệm đối với các con trong trong đội với nhau. Cho nên là cô xin được chúc mừng con rất là tốt Hồng Nhung. Em xin được cảm ơn Bạch là người đứng kế bên luôn hỗ trợ những cái quyết định mạo hiểm của Trang. Cái chất độc màu da cam thế hệ này không bị, mà có cái gen, có dioxin ở trong người thì có thể bùng phát qua thế hệ tiếp theo nữa. Để giải thích cho bé Nhung hiểu thì bé Nhung may mắn là cùng với chú Thanh Bạch với cô Trang đi thăm cái trại của trẻ em mà bại não khuyết tật ở Thị Nghè. Con cái lấy cái đó làm cảm xúc, con đã gặp các em bé đó thì con mới có cái kinh nghiệm sống. Chứ bây giờ chất độc màu da cam đối với tụi con không biết cái gì, nó xa lạ lắm. Thì tất cả những điều đó, may mắn là chúng tôi cũng có những thời gian bên nhau, cùng chia sẻ buồn vui và làm những công việc mà giúp đỡ cho sự phát triển. Và cái điều đó con đã làm ngoài sự mong đợi của huấn luyện viên, mà tụi con đã đầy đủ cảm xúc, ngôn ngữ của thế hệ mới. Bài hát có nhiều ca sĩ hát, nhưng tụi con là thế hệ hiểu được điều này, đã truyền cho những bé cùng trang lứa như vậy. Thì cái nhiệm vụ của con quá tốt đẹp và quá tuyệt vời. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho gia đình Bạch Gia Trang ạ. Dạ. Xin mời gia đình Vũ Trang ạ. Cô cảm giác được là cô Đoan Trang huấn luyện viên của con á, là truyền lửa qua cho con luôn. Cho nên từ lúc mà có huấn luyện viên của con thì cô thấy cái tiết mục của con giống như con hát cũng hay hơn, lửa hơn và con tâm huyết hơn nữa. Chú Nghĩa đang hình dung nếu như mà con ở trong đội của chú mà hát bài này, không biết làm sao mà chú múa được như cô Trang đây. Con đã làm quá tốt và chắc chắn là với cái giọng hát này con sẽ tác động được đến những khán giả ngang tuổi của con. Con sẽ đánh thức được trong những người bạn ấy một cái lòng trắc ẩn với những người đang chịu cái di chứng của chiến tranh, và mỗi người sẽ phải có trách nhiệm của mình với những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn đang sống chung quanh chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng Hồng Nhung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông. Chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, con sông tình ơn muôn đời, hãy cho ta nổi lời cay đắng. Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muôn sầu đang ngày cho các phim với ca khúc Chạy đi sông ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Phó Đức Phương thì đa phần những ca khúc do ông sáng tác thì đều rất là khó và đòi hỏi kỹ thuật cũng khá là cao, đúng không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên sau khi theo dõi tiết mục này. Xin mời gia đình Vũ Trang. Vũ nghĩ đây là một cái bài mà được dàn dựng rất là công phu và coi rất là đã mắt. Cho nên là chúc mừng hai con. Và cái phần chú thích nhất chính là pháo bông đó. Khi mà thấy pháo bông chú cũng muốn điên loạn lên luôn. Cảm ơn hai huấn luyện viên cho em thấy mạng pháo bông đẹp dữ vậy. Cảm ơn chú. Dì với Viên ơi, hai con có hồi hộp không khi mà bước lên sân khấu? Dạ cũng hơi xíu thôi. Cô Trang hoàn toàn không thấy sự hồi hộp của hai con luôn. Cô Trang chỉ thấy cái sự tươi tắn của trên sân khấu, sự tự tin và sự bùng cháy trên sân khấu của hai con thôi. Chúc mừng hai con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gia đình Bạch Gia Trang. Xin mời nghệ sĩ Thanh Bạch. Các con rất là may mắn. Ở tuổi nhỏ như thế này các con đã trải nghiệm một sân khấu chuyên nghiệp mà có lẽ ngày xưa cách đây 10 năm, 20 năm chỉ là ước mơ của các bé thôi. Vũ đoàn rất là công phu để tạo thành một bức tranh rất là tuyệt vời. Và các con đã hòa quyện vào bài hát. Hai giọng hát của tụi con huấn luyện viên chọn rất là đúng giọng để tụi con thể hiện được cái đẹp của mỗi bạn trong cái bài hát Chạy đi sông ơi này. Các con rất bản lĩnh, tuổi rất nhỏ thì các con yêu, các con sẽ phát triển rất là tốt trong tương lai. Và anh Nghĩa,
Thôi mời anh nhận xét ạ. Rõ ràng đây đúng là tuyệt đỉnh song ca nhí. Là bởi vì các con, hai bé chỉ đứng với nhau và chỉ hát thôi. Các cô chú vũ đoàn xung quanh chỉ là hỗ trợ để nâng cao chấp cánh cho giọng hát của các con nhiều hơn. Chú đã nghe bài hát này rất nhiều ca sĩ hát rồi, các cô chú người lớn hát. Cái giọng của các cô chú nó mạnh, nó ầm ào như biển lớn. Còn các con là những cô bé mới có 8 tuổi, mới có 9 tuổi thôi. Cho nên giọng các con nó như một dòng sông nhỏ. Nhưng mà biển lớn thì có cái giá trị của biển lớn, dòng sông thì có cái ý nghĩa của dòng sông. Và dù là biển lớn hay dòng sông gì, nó cũng đều đã chảy, đã chuyên chở được cái mạch cảm xúc của cái bài hát này. Và các con đã mang đến cho tất cả mọi người cảm nhận ngày hôm nay. Tuyệt vời, chúc mừng hai con gái. Cảm ơn chú. Cô hạnh phúc vô cùng luôn. Cái đề là giờ tim cô vẫn còn đập mạnh như thế này nè. Nghe. Rồi con đã làm được hơn sự mong đợi của cô. Cô cảm thấy rất là hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vô cùng. Yeah. Cảm ơn cô. Hôm nay sao tự nhiên nữ ca sĩ Cẩm Ly mạnh mẽ quá vậy? Thì hôm nay cô Ly quá hưng phấn và hạnh phúc quá. Mạnh mẽ cả nữ cơ chị. Hai, ba. À. Thưa quý vị, chúng ta vừa thấy được phần nhận xét rất dễ thương của các đội với phần thể hiện của cặp đôi rất là đáng yêu của chúng ta. Hai chị em cười suốt vậy đó thưa quý vị. Cười từ tập 1 cho tới tập cuối cùng cũng cười. Dạ, yeah. Một tràng pháo tay cho Cát Viên và Ngọc Nhi. Cảm ơn hai con. Hay quá. Hay quá, trời, đồ đẹp quá. Đúng rồi, đồ đẹp quá. Cái món này diễn hay quá. Ước gì á, mình cũng có một giai. Chắc để đời luôn á. Hay quá. Ủa cái gì vậy? Sao vậy? Xúc đầu. Trời đất ơi. Ê, tắt đi. Cái gì vậy? Đang coi mà, cái gì vậy? Ra đây, anh nói cái này cho nghe nè. Gì vậy trời? Gì vậy? Tại đây là đây anh nói cho nghe nè. Sao? Nãy ra một cái ý kiến rất là hay. Tại sao tụi mình không tập vở tuồng nào đó để Tết nay ra định diễn cho bà con họ coi. Đúng rồi. Ngoại em ở nhà chị em răm rắp bài Dạ Cổ Hoài Lan á, số 1. Trời ơi, chưa bằng ông của em đâu, là chùm ba mấy cái vai tướng quân mà tụi mình hay coi ngoài đầu đình á. Thôi nói vậy thôi chứ ở trong xóm mình á là không ai hát cải lương hay bằng anh Thanh với chị Tâm hết á. Bây giờ anh Thanh hát đi. Anh hát đi. Vô nghề anh rồi, anh hát cho mấy đứa nghe nha hôn. Anh sẽ hát cho mấy đứa nghe một cái vở tuồng mà anh rất là thích luôn. Phu nhân, phu nhân ơi gần trăng đêm nay sẽ làm trăng canh tâm sự thì bà lại ta tờ cô. Phu nhân cũng trọn tình vẹn nghe. Trên vàng quá ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ ngang không chậm bước quay hùng. Ồ hay quá. Anh hát hay quá. Bận luôn em. Nhưng hỡi ơi chí tan bồng đây. Bên này cũng hay quá nè. Kịp thoa. Mùi quá. Thì ngọc đường âm dương cách trở lạnh lạnh áng mây. Hay quá à. Bên nào cũng hay hết đó. Bên nào cũng hay hết đó. Ước gì á, em được một nửa của anh chị. Đúng em cũng rồi. Mừng lắm á. À, để em hát cho anh chị nghe nha. Tờ bỏ đi nè. Cũng hay mà. Thôi đừng thôi. Chứ nói vậy thôi, hôm nay chị với lại anh Thanh có hát. Nhường cho Nhung hát. Tại bà Nhung dạy Nhung hát hay lắm đó. Đúng rồi, Nhung hát đi. Thì ngoại có dạy nhưng mà thôi chắc em làm không được đâu. Nhật nè. Nhật cũng được. Hồi hôm bữa ghé ngang nhà Nhật á, thấy ông chị Nhật ra bộ đẹp lắm. Thì là ông có dạy đó nhưng mà thôi chắc em làm không có ra đâu. Thôi cho Nhung hát đi, Nhung hát hay mà. Thôi Nhật hát đi. Ê bà, bây giờ bà có muốn hát không? Không hát, tôi múa. Trời ơi, nữa. Thôi nó xàm ghê. Thôi. Bây giờ nghe em nói nè. Nãy giờ ngồi ngóng mà không có ra cái gì hết trơn á. Bây giờ em phân vai nha. Chị Nhung hát Dạ Cổ Hoài Lan. Không có mắc cỡ gì chưa. Anh Dục đi vô thay đồ làm tướng quân liền. Rồi, xong. Ừ, được đó, hay. Nhưng mà anh làm gì có đồ mà mặc bây giờ. Cầu
Đúng rồi. Nhưng mà đồ của cậu em bự to lắm, làm sao em mặc vừa. Em khỏi lo đâu, xíu anh đang chặt mớ dây chuối vô buộc là y thinh liền. Đi có được không vợ? Đi liền. Để chị kêu chú Sáu cho em nha. Dung ơi, có piano rồi chú nè. Chú Sáu ơi. À, chú Sáu, đợi con xíu nha, để con lấy ghế cho chú Sáu ngồi. Chú Sáu. Chú Sáu ráng đợi cho chị Nhung hát nha. Ghế này chú Sáu ơi. Chú Sáu ngồi đi, chú Sáu ngồi đi, chú Sáu. Diễn hoài. Đi, mình coi đi. Trời, diễn thiệt luôn á hả? Tôi mà hát là chắc mọi người về hết luôn á. Hay hay, buồn hát đi. Rồi, chờ con, chúc chú Sáu. con nuốt nước miếng chú Sáu. Chờ con chút ngắn giọng. Rồi mừng luôn á chú Sáu. Từ là từ phú tư Quan thiên sơn cứ ai đi.
Xin được chúc mừng Hồng Nhung, Minh Nhật. Một tiết mục được dàn dựng rất là công phu và hành tráng đúng không ạ? Thưa quý vị, đó là ba ca khúc rất nổi tiếng mà chắc hẳn nhiều thế hệ người Việt của chúng ta đều thuộc nằm lòng và rất là yêu mến. Đó là bản Dạ Cổ Hoài Lan, ca khúc Hòn Vọng Phu và Dòng Máu Lạc Hồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ từ phía các vị huấn luyện viên. Đầu tiên, Nguyễn Khai xin mời gia đình Vũ Trang. Thì hôm nay là một ngày mà Vũ nghĩ là rất là tuyệt vời, là các con đã đến được cái vòng này, là các con đã chiến thắng rồi. Nói chung là các con diễn rất tốt, bài cũng được dàn dựng rất đã mắt, và chú nghĩ là khi mà hai con về xem lại TV thì sẽ thấy rất biết ơn các huấn luyện viên của con đã rất tâm huyết với tiết mục này. Chúc mừng hai con. Nghệ sĩ Thu Trang, sau khi mà thấy các bé thể hiện bản Dạ Cổ Hoài Lan, rồi Hòn Vọng Phu, rồi Dòng Máu Lạc Hồng, thì với nghệ sĩ Thu Trang, chị thấy thế nào? Cô Trang thấy là hai con Nhật với lại Hồng Nhung là có sự tiến triển rất là rõ ràng từ cái vòng đầu cho tới cái hôm nay là cái đêm cuối cùng rồi. Thấy hai con có sự cố gắng rất nhiều luôn. Và hôm nay huấn luyện viên của hai con đã tạo cho tụi con một tiết mục rất là hoành tráng, một tiết mục của đêm chung kết đúng nghĩa. Cho nên cô Trang cũng chúc mừng hai con rất nhiều. Hai con cảm ơn Cường. Dạ, xin mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Ngoài cái việc mà hai con hát hay ra thì chú Nghĩa xem cái tiết mục này chú Nghĩa cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì qua tiết mục này chúng ta thấy được tình làng nghĩa xóm. Cái sự đoàn kết yêu thương nhau. Ban đầu chỉ là một nhóm các bạn nhỏ thôi, rồi sau đó cô dì chú bác dì dượng chòm xóm nhà qua minh họa quá trời cho các con. Nãy em xếp đến nhào lên luôn á Nghĩa. Gì hả? Có thêm bà thím nữa hả? Thì đó, đó là cái điều mà chú Nghĩa coi, chú Nghĩa cảm thấy nó thú vị trong lòng thôi. Nói chung là cái kịch đầu nó mấy con hôm nay cũng diễn tự nhiên lắm, dễ thương lắm. Đúng rồi, diễn dễ thương lắm, cô thích cái điều đó. Rồi sau đó khi mà Vũ Đoàn ra thì chú Nghĩa đây chắc là người hàng xóm xung quanh. Nó mấy cô mấy chú cho chung. Xong á là phải có người đuổi vô ha. Cảm ơn chú Bảy rồi chị Ba rồi, vô giúp đỡ. Đây là ba bài hát mà chú Nghĩa rất là thích. Dạ Cổ Hoài Lan, Dòng Máu Lạc Hồng và đặc biệt là cái bài Hòn Vọng Phu thì chú rất là thích Minh Nhật khi hát cái bài hát này. Ngoài cái việc cái giọng con sáng, hát hay, đẹp ra thì con ra vẻ của một dũng tướng, mặc dù là dũng tướng tí hon nhưng mà cũng ra được cái thần thái, cái khí chất đó, thì đó là cái điều rất là đáng khen con trong cái tiết mục này. Chúc mừng hai con nha. Cảm ơn chú. Và bây giờ thì đội chủ nhà, xin mời đội chủ nhà chia sẻ về ý tưởng dàn dựng và thông điệp đã gửi đến qua tác phẩm này. Mấy tụi con thi mà bây giờ cô với chú Thanh Bạch mới được thở cái. Lúc nào cô với chú cũng muốn là tất cả các tiết mục ở trong vòng chung kết nó phải rất là đẹp ha, mình không cho phép một sai sót nào hết. Và để có được một tiết mục hoành tráng và thành công như vậy đó là có một cái sự hỗ trợ rất là đông người. Đầu tiên cô chú team của mình xin được trân trọng cảm ơn ekip của Sen Vàng. Cô chú đằng sau hậu trường đã làm việc rất là cực khổ, rất là cực khổ mới có thể hỗ trợ cho chúng ta một tiết mục như thế này, từ kỹ thuật âm thanh ánh sáng hậu đài và kế tiếp đó là các chú trong ban nhạc rất là kiên nhẫn, bởi vì phải sửa từng ly từng tí, đoạn này qua đoạn kia, mashup mà tới giờ phút này mình có được một tiết mục nó rất là trọn vẹn, không có sai, không có sót một cái gì hết. Còn với hai đứa con, tụi con rất là tiến bộ, vượt bậc, rất là vượt bậc. Đây là một cái điều mà cô với chú Thanh Bạch mong đợi là gì? Khi tụi con đến với cuộc chơi, hôm nay là đêm chung kết, những gì tụi con có được trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này, tụi con đã trải qua rất là nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, được hát rất là nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc kịch cho tới ca trù, cho tới dân ca, bây giờ hôm nay là hát sử thi, hát truyền thống vân vân. Tụi con đều làm rất là tốt, tụi con rất là thông minh, cho nên cô xin được chúc mừng tụi con. Mình được như thế này là cái thành công của toàn đội của mình. Sau đó tụi con sẽ trở về nhà đi học cho giỏi, ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ. Sẵn đây cô xin được cảm ơn tất cả phụ huynh của Hồng Nhung và Minh Nhật đã cùng với đội của mình, tất cả mọi người đã làm nên tiết mục thành công này. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn ca sĩ Đăng Trang. Mời anh Thay Bạch. Có lẽ lứa tuổi của tụi con, cái điều quan trọng nhất khi xã hội chúng ta phát triển vào thế giới phẳng thì hầu như mọi điều đều có thể không còn ranh giới nữa. Nhưng mà cái văn hóa của mỗi một quốc gia là cái cần phải giữ. Mà thế hệ của tụi con tạo được tình yêu từ những bài ca, từ những khúc hát. Cái đó tụi con sau này đi bất kỳ nơi nào trên hành tinh này thì cái tình yêu đó nó là sức mạnh để tụi con chiến thắng, vượt qua thử thách của bản thân. Chúc mừng hai con. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Và thưa quý vị, như vậy là Hồng Nhung và Minh Nhật đã thể hiện thêm một màu sắc nữa
trong chặng đường đến với chương trình tuyệt đỉnh song ca nhí của chúng ta. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai chiến binh của đội Bạch Gia Trang. Mình cùng nhau đóng băng chia giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Và trải qua bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn để rồi mai chia xa, lòng chưa dần niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao đi mau xin anh ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Trong cuộc đời này hãy nhớ muốn cho thời gian trả lại cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai. Cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại, mình phải trải qua bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới, mình cùng nhau đóng băng chưa giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại, trải qua bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới. Bạn
từng chàng nước đông đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho năm canh mơ màng, em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quằn đau ý, đường dù sai ông bước, xin đổ Wow.
Hảo và Nhật Duy. Cảm ơn hai con. Thưa quý vị, xin được giới thiệu phần hỗ trợ diễn xuất của nam ca sĩ Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm giác của em thế nào với song ca với hai tài năng nhí này của mình? Em thấy quý vị ở đây đã có những tràng vỗ tay và điều đó cũng đã chứng tỏ nên là hai em rất là tài năng và hai em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho các em nha. Cảm ơn em, Hoài Lâm. Bây giờ thì gia đình chúng ta đang rất là hồi hộp để chia sẻ. Xin mời gia đình Vân Vũ. Đã nói tới chung kết thì Vũ phải làm sao để tính ra một cái bài toán thật là tốt cho mấy đứa con của mình. Thứ nhất là nó phải vừa vặn, nằm trong khả năng của mấy cháu. Và thứ hai nó phải đặc sắc và nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ. Vũ mất gần 2 tuần để mà suy nghĩ ra cái tiết mục này. Và cái cảm hứng mà lấy cái tên Tinh Hoa Nam Bộ là từ ông đạo diễn của mình, đó là Hoàng Nhật Nam. Tại vì anh Hoàng Nhật Nam có một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Bắc Bộ, rất hay ở ngoài chùa thầy. Cho nên Vũ đã lấy cái ý tưởng đó và Vũ suy nghĩ là ủa, miền Nam mình có những cái gì, những cái tinh hoa, những cái gì đẹp nhất? Đó là điệu hò, điệu lý và nhất là vọng cổ và những cái đờn ca tài tử. Trước khi mấy con lên sân khấu, chú đã cầu nguyện rất nhiều. Tại vì chú biết là cái bài này rất khó hát luôn. Nhưng mà hôm nay hai con hát nó hoàn hảo và nó hòa quyện đến một cách tuyệt đối luôn. Con làm cho chú hãnh diện, tự hào. Tự hào là được làm thầy của hai đứa con. Hai con đã cho mọi người thấy cái tinh hoa của miền Nam Bộ mình nó như thế nào. Thank you hai con. Cảm ơn chú. Các con may mắn là đã tìm được nhau. Các con là những mảnh ghép rất là hoàn hảo. Các con bù trừ và bổ trợ cho nhau. Đó chính là tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Cô muốn hỏi huấn luyện viên là vì sao con để cái hình của bác Út Trà Ôn trong cái bài này? Dạ thưa, khi mà con học về cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đó thì con muốn tìm cái bài mà nó gốc nhất có thể luôn. Và một trong những bài đầu tiên mà con thấy hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lan là của bác Út Trà Ôn. Và bác hát nó rất là mộc mạc. Và con đã mượn anh Hoài Linh cái bản gốc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi mà viết cái bài này ra. Cái lời nó ngắn lắm. Con đã nhờ cháu con là Hoài Lâm hát theo cái phong cách của chú Út Trà Ôn. Và khi con để cái hình lên đó thì gần như là một cái sự tôn vinh một người nghệ sĩ miền Nam. Ông cũng là tinh hoa của miền Nam. Cho nên là đó là lý do tại sao mà con để lên đó. Xuất thân của bài này là do bác Cao Văn Lầu viết cái bài này trong tâm tưởng của một người đàn ông, nhưng mà viết về nỗi niềm của một người vợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy ba người đàn ông ca rất là mùi cái bài này. Và hồi nãy đó anh Đức Huy có hỏi cô Xuân là tôi người Bắc tôi không ca được giọng cổ, chị Xuân ơi, tôi muốn tập lắm mà không thế nào tôi ca được hết trơn á. Mà trong khi dân miền Tây Nam Bộ thì hình như là người lái đò cũng ca được, người làm ruộng người ta cũng ca được. Nhưng hôm nay thì anh Huy có một cái chứng minh là có một cái chàng Bắc nho nhỏ ở Hải Dương đã ca những làn điệu dân ca của miền Nam rất là ngọt ngào. Cảm ơn con nhiều lắm. Và các con ơi, ngoài cái ca mùi của Bảo, ngoài cái ngọt ngào của Nhật Duy, thì bữa nay ở kế bên cạnh anh Hoài Lâm, cô nói này Hoài Lâm giận cô chịu nha Hoài Lâm, các con không có kém cạnh chút nào hết trơn. Các con ca nồng nàn, các con ca mượt mà. Cảm ơn hai chàng trai đã đem lại một cái không khí rất là miền Tây Nam Bộ. Và cái sự ngọt ngào của những cái làn điệu này cô nghĩ là không phải trong chương trình này đâu, mà nó sẽ lan tỏa hoài và nó sẽ làm người ta nhớ tới các con. Dễ thương lắm. Cảm ơn các con rất là nhiều. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tôi cũng đã cảm thấy cái tâm hồn của tôi được nâng lên. Vân và Vũ đã được xin phép gọi là đó là một ân sủng. Tất cả chúng ta đã được kết nối. Và hôm nay thì tôi được kết nối chút xíu thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là toại nguyện lắm rồi. Mới đầu thì một em hò, rồi thì tôi đang say mê lắng nghe, tôi nhắm mắt lại thì Nhật Duy vào ngay sau đó. Và nếu mà không có những cái ngân dung cuối câu đó thì tôi tưởng là hai em là một giọng. Tuyệt vời quá phải không? Phải không quý vị? Đã lâu rồi tôi không được nghe Hoài Lâm hát, nhưng mà Hoài Lâm nhắc nhở tôi
hình ảnh và yếu tố mà đòi hỏi của một người nghệ sĩ. Và hôm nay hai em cho tôi thấy cái tần số rung rất cao. Cộng với Hoài Lâm nữa, ba em đã có một cái sự đồng bộ. Tôi nói thiệt đó, nói theo ngôn ngữ miền Nam là trời, nghe sao nó đã dữ vậy. Là hai em đã truyền cho chúng tôi những cái cảm xúc luồng điện mãnh liệt. Và cái điều đó không dễ gì làm. Và tôi cũng chỉ mong rằng hai em càng giữ được cái ngây thơ, cái hồn nhiên của mình càng lâu càng tốt hai em nhé. Hai câu đầu nghe mùi mà muốn rụng rúng luôn á. Dạ. Đúng kiểu miền Nam lâu ta lắm, nói lâu đó. Lâu lắm không nghe chữ này đó. Có lẽ cái sự kết hợp này khó có lại lần nữa lắm. Chỉ trong chỉ chương trình này thôi. Tuyệt đỉnh chỉ trong chương nhiên. Trình này vâng. Thôi. Cảm ơn cô Kim Xuân. Xin mời danh ca Hoài My. Khi cô My nghe hai đứa con hát thì cô My cảm thấy là rất là cảm động. Những cái người mà thấm thía nhiều nhất và cảm động nhiều nhất là những người đi xa về. Mà nghe những cái bài hát này á, nó lúc nào nó cũng cái tim mình nó làm như nó muốn rớt xuống. Cô chỉ nghe hai đứa con không thôi, cô cũng cảm thấy rằng tụi con đã làm rất tốt, phần nào ra phần đó và rất là xúc tích. Tụi con rất có tài và hy vọng rằng tụi con sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tụi con. Con cảm ơn cô. Thu lá thu rơi,
niềm chân trời mưa xưa. Rồi đi đâu vậy? Về đây với chú. Vô. Trời ơi, Tấn Bảo và Thái Hà. Có chút xíu mà xách cái vali bự dữ con. Trong đây đựng gì? Ủa sao nhà hèo vậy? Đạo cụ thôi. Rồi, xin mời anh Hồ Việt Trung ạ. Chú chào hai con. Đây là lần đầu tiên chú
chú gặp được Thái Hà. Còn Tấn Bảo thì chú theo dõi con nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt đầu tiên mà chú nghe hai con hát dòng nhạc trẻ như thế này. Có thể tặng chú một câu bolero nghe chơi được không? Trời ơi, còn nói gì tặng nữa. Tặng chú một câu luôn chứ. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Đêm nay gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điêu hiu. Mưa rừng ơi mưa rừng. Dạ em xin lỗi. Dạ. Tự nhiên khúc này tôi ho à, kỳ thế quá. Mới nói là dòng ca các con quá hay đúng không quý vị? Dạ. Tuyệt vời, thích lắm luôn á. Mê không? Đặc biệt mà không biết sao mỗi lần mà nghe các bé mà hát bolero nghe nó người em khó chịu lắm chị. Mê lắm luôn á. Ghiền. Ghiền. Mà đặc biệt là Thái Hà, con là một nhân tố mới trong lòng của chú. Nếu mà con mà theo cái dòng này, tương lai con sẽ rất phát triển với cái dòng này. Cái dòng nghe ngọt chị, nó đã lắm. Còn Tấn Bảo thì chú đã biết con rồi thì không còn lại gì nữa, nhưng mà đặc biệt là phải nói là con cũng là rất hợp với dòng này. Và hôm nay thì hai con thể hiện hai bài hát này, chú nói thật sự luôn là rất là tuyệt vời. Không biết là tụi con hát cái dòng này nhiều chưa? Dạ, đây cũng là lần đầu tiên con trình bày trên sân khấu. Lần đầu tiên mà hát hay gì là phải vỗ tay lớn lớn cho em. Đó, quá hay luôn. Tấn Bảo hôm nay con bè tốt, tình cảm, dễ thương. Mà Thái Hà mà không biết sao tướng nhỏ xíu mà hơi đau nhiều vậy con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 11 tuổi ạ. 11 tuổi. Trời ơi, mà ông hát hơi quá trời quá đất à. Quá hay, chúc mừng hai con cái mục này nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cái phong độ của tụi con không bao giờ bị tuột. Hát rất là tốt, các con giữ được cái cường độ làm việc như vậy á, các con có được cái ý thức, chính vì thế mà các con mới có thể đi một con đường dài như vậy. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Và cuối cùng là xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Hai anh chàng trên sân ga rồi xách hai cái vali như hai ông cụ non á. Mà Thái Hà lúc đầu đi ra còn hơi khờm khờm, cố gắng đi thẳng lên nha con. Nhưng mà trong bài hát này tụi con có cảm nhận được cái sự chia xa không? Dạ có. Tụi con có bao giờ chia tay bạn bè mà cảm thấy buồn không? Dạ có. Cái bài này là cái bài của chú Lâm Trường hát, cũng nằm trong danh sách hát karaoke quen thuộc của chú cũng như là nhiều bạn bè. Hôm nay hai con diễn trên một cái sân ga thấy dễ thương. Những cái phần ca, phần diễn cô chú đã góp ý rồi. Chú chỉ còn nói là một điều đó là trong cái cuộc sống thì hợp rồi tan, tan rồi hợp. Trong tình bạn cũng vậy. Đôi khi mình phải vì một lý do gì đó mình cũng sẽ chia tay và xa những cái người mà mình rất là thương mến. Nhưng mà nếu như có duyên và nếu như mình chúng ta vẫn còn nhiều cái tình cảm thì những cái sự kết nối, những cái sự liên lạc hoặc một cái sợi dây vô hình nào đó trong cuộc sống sẽ đưa đẩy các con lại gặp gỡ những cái bằng hữu. Và hy vọng là hai con ở cuộc thi mình đang hợp, sau cuộc thi mình sẽ tan, mỗi người sẽ có những cái sự nghiệp riêng. Nhưng mà sau đó thì mình cũng sẽ gặp nhau lại một lần nào đó để mình hát cho bạn cho tôi. Chú thích nhất là cái ôm của hai con á. Ôm xong rồi cái hai đứa đi về luôn à. Định không thi vòng sau hả? Không. Trời ơi, tại cái sân ga đó chia tay thôi. À vậy hả? Tại thấy ôm xong đi về nữa không thi nữa. Trời đất ơi, hành trang là thi vòng trong nữa. Nói giỡn thôi nha. Nhưng mà nãy em nghe cái câu nói của anh nói là đây là một trong những bài hát mà trong danh sách karaoke của Nam. Mà em nói thiệt nha, cuộc đời em thật sự em nói em tiếc, vô cùng tiếc. Em thấy em hối hận mà em thấy em trách em luôn á. Tại sao em chưa nghe anh hát? Em nên phải hối tiếc. Tại vì anh Nam hát cực kỳ hay. Anh Nam tặng em một bài về câu là... chơi nha. Bài này á, là phải có karaoke vào quán rồi anh em, phải anh cần nhạc đúng không? Bài gì? Em, cái miệng em làm đợt hãy nè. Tăng 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 tăng. Em làm cho anh đoán. Anh ơi, anh hát giùm em bài Tiễn Bạn Lên Đường luôn đi. Ủa em nói gì ta? Em quên. Rồi, cảm ơn hai con rất nhiều. Hẹn gặp lại. Cảm ơn giám khảo. Chúc mừng tụi con nha, Tấn Bảo và Thái Hà. Dạ. Vai trong những mẹ đời
Người ơi cho nhắn đôi lời ngày xưa. Tôi với người một thời bướm đẹp bên hoa. Đêm nay ngỡ như đêm nào tình trao. Ai còn nhớ suốt đời kỷ niệm ghi vào tim. Ngàn ngỡ sóng nắng mưa tình, bóng dáng ta với mình. Nỗi niềm này lặng thinh, gom cả vầng trăng làm thơ xin gửi tặng người tình xưa. Không biết bây giờ sông kia có nhớ bên bờ cũng đành chỉ là mộng mơ. Khúc hát nghe thương xuôi lòng gợi xuân. Còn đây các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt và chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Con ơi con hát cái bài này cũng dễ thương lắm. Nó vừa phải, nó chừng mực, nó đẹp một cách nó sang trọng mà nó đúng cái kiểu cung đình Huế đó. Nó có chút gì đó, nó thâm nghiêm, nó cổ kính, nó hay. Mà cái giọng của con cái bài này chú nghe nó hợp vô cùng luôn.
những cái nốt cao, cái giọng con tự nhiên nó trong veo, cảm giác như chuông ngân vậy đó. Rồi những cái nốt trầm, nốt thấp, cái giọng con nó cũng tròn trịa đầy đặn luôn. Và nhất là có lẽ là do cái gương mặt của con nó cũng là một cái lợi thế. Khi mà con hóa thân thành một ông hoàng con như thế này, như một ông vua nhỏ, thì nó rất là hợp với mình. Nó hợp trong cái bài hát này, hợp với cái thần thái mà con biểu diễn. Con không cần phải múa theo, con không cần phải làm gì nhiều. Con đứng con nghiêm trang, gương mặt con hát một cách hồn nhiên nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Thì cái điều đó nó cũng đã đủ toát lên cái sự cuốn hút đó rồi. Và chú nghĩ hoàn toàn bị chinh phục bởi cái bài hát này. Đây là một cái bài không hề dễ một chút nào cả. Cô Ốc đang ngồi như thế này, con hát câu đầu tiên cái cô Ốc vậy nè. Cái đó có. Có đúng không có, cô? Có. Cô dựng cái người cô dậy, cô nhìn con chăm chăm vậy nè. Tỉnh luôn đó con, tỉnh hồn tại luôn á. Cái giọng của con á, nó trong quá, nó treo ở đâu á. Mà đúng là chú Nghĩa nói là nó hợp với bài hát này vô cùng. Cô nhìn con á, thực sự là cô không dám nhúc nhích luôn. Sợ Phạm Húy. Cô cảm thấy cô đang ở trong một cái không gian mà linh thiêng á. Thực sự là cô cũng vừa mới có một tuần ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Cho nên là hình ảnh của đêm hoa đăng như thế này á, là cô rất là cảm luôn và cô thấy rất là đẹp. Chỉ có điều là cô thấy Thái Hà, con là thanh niên nghiêm túc đúng không? Và có tập trung lắm kìa. Thì cô nghĩ rằng một phần là do yêu cầu của bài hát này phải như thế, với một phần là do tính cách của bạn Thái Hà nữa. Nên là lúc nào con làm gì con cũng tập trung và làm cho người ta cảm thấy rằng là cái sự tập trung của con á, luôn mang đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là tiết mục nào của con nó cũng luôn luôn chỉnh chu. Cho cô nói chút nha chú. Dạ, em chỉ muốn nhắn nhủ với lại ban giám hiệu nhà trường rằng anh Đại có nói với em là ngay cả chính Thái Hà cũng chưa phát hiện ra được cái khả năng giọng của bạn ấy có thể biến hóa được rất là nhiều. Thật sự là từ đầu mùa tới giờ thì mọi người thấy là Thái Hà hát rất là nhiều những thể loại, riêng chỉ có thể loại quê hương là hát có một dòng một thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là anh Đại muốn thử thách Thái Hà ở một cái điểm là cho em ấy hát cả nguyên một cái bài mà lại là ở cung đình Huế nữa. Có nghĩa là phải biến hóa, biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà rất là thông minh, rất là nhạy bén, học rất là nhanh và làm rất là tốt. Nếu như mà ban giám hiệu nhà trường không cho em ấy vào vòng trong thì là bỏ mất một cái cơ hội để xem em ấy thể hiện ở vòng trong rất là xuất sắc. Cô ơi. Dạ, và xuất sắc hơn cả. Cảm ơn phần dằn mặt của cô nha cô. Để coi thái độ của cô Vân Trang đối với ban giám hiệu như thế nào mình mới tính cái chuyện là giàu hay không con ha. Tuy nhiên bây giờ mình thèm ăn yến đó Vân. Anh thèm ăn yến. À. Dạ mình ăn xương sao hộp lụ. Xương sao hộp lụ thì thôi coi như là không có cửa nói chuyện với tôi. Chúc mừng Thái Hà, con đã hoàn thành phần thi của mình với những lời nhận xét rất là tốt. Và bây giờ thì con có thể mỉm cười để bước vào trong cánh gà, nhường sự căng thẳng lại từ các thầy cô trong ban giám khảo con nha. Ừ, cảm ơn con, mời con vào trong. Mong yêu thương này cho đời và em kiêu hãnh dũng.
trong buồn lâu tỏa hương sắc y sen từ nơi thẳm sâu tận trong trái tim người Việt. Chạm vào tim ai, tâm sen hay là tâm em, giữa đêm đen vẫn tỏa lan hương thơm ngát. Mang yêu thương này cho đời, em tinh khôi giữa mây trời, thanh cao mơ màng tựa dáng ai. Mang yêu thương này cho đời, và em kêu hạnh giữa muôn người, có phải em hay là sen. Đẹp quá, Vũ xin đoàn chúc mừng ơi. Cho bé Giang Nghi và xin cảm ơn các vũ công của vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi hiệu trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không, em không thấy cái mặt của cổ. Em thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh đó, thấy không, con nít không có nói dối đâu nha cô, lấp lánh lắm luôn. Cô cảm nói, ơn con. Trang ơi Trang, bé nói lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi, tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa. Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục và có vũ đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi, và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi, và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng á, một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, cao để mạnh hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là
tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục Sen. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
đã lâu lắm rồi không về chung. Nhớ hoài kỷ niệm những ngày còn thơ, mẹ giờ đây đã yêu rồi, thương sao dáng đi cuối chiều, mẹ một đời gánh gông vì con. Cảm ơn Nho Múa, cảm ơn Nho Múa luôn, Nho Múa xuất sắc quá Nho Múa ơi.
Cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ, cho cổ múa không bao giờ lấy tiền cát xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Dạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Dạ đúng rồi, đúng rồi đó. Nó hoành tráng, nó rần rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Cô nếu con như mà được vào chung kết. Cô của con. Nếu mà bây giờ nếu mà thầy cô con. Thầy cô. Mà cô nhỏ xíu à. Đây không đó là bị lướt lướt chữ. Nó dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con. Còn kêu gì nữa mà xài chứ con đây không biết luôn, nhưng mà phải nói là may là quá tuyệt vời, chúc mừng con. Em đã phát hiện ra một điều, kể từ khi thầy Quốc Đại đi lưu diễn ở nước ngoài thì bắt đầu những cái phần biểu diễn của thí sinh có nhiều vũ công và dàn dựng công phu hơn, là do thầy Đại đi làm kiếm tiền gửi về đây cho các bé nó có thêm cái sự đầu tư đa dạng. Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thầy Quốc Đại, sự hy sinh rất là cao cả, đi cày kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó đi thi. Dạ, xin mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay, con vẫn làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy giao cho con, của thầy cô giao cho con. Đó là những cái ưu điểm của con vẫn còn đó. Cái giọng ngân của con rất đẹp. Cái âm thanh ở phía trên của con rất là sáng và nó như cái tiếng chuông ngân vậy đó. Và cái âm trầm và âm trung rất là mượt. Cái đó chỉ cần gìn giữ được những cái điều đó đã là tốt rồi. Và cô thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng wow. con. Wow, cảm ơn cô. Cô Ốc thấy bé nó bữa nay diễn sao ạ? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì á, tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô mặt cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mà nó không biết tả làm sao, mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang, xong hai đứa cùng thốt lên hay quá. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con, bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi, anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi tôi nói anh Đại giờ sai người ngồi đây rồi. Chuyện này về anh Đại bánh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây, chú Duy nói. Chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ. Thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn Thái Hà, chúc mừng con. Bãi lúa nương dầu
thơ trong mái gia đình như một đũa kiếp tinh với trái tim thiết tha ân tình. Ngày có thành có thiếu nữ phơi phới tình yêu em ước mơ, người trai đến với ân tình rồi cùng nhau xây đắp gia đình. Nam như đóa hoa cũng dung ngôn hành, ô tang tình ta ngổn ngang đoạn trường bước đi làm đường. Cuốn thân mình để mở mang nước non, đất ô lý ghi lòng son, hạt mưa thấm đất hạt còn chơi
nhân đã trời, chẳng ai cũng từng. Ta thức tiếng gọi toàn dân ấy đồng tâm trong phương gian, đã dẫm nát quê hương mộng ba dương quyền. Non nước đang trong giông bão lấp con thuyền, nhưng thuyền nước Nam vẫn hiên ngang trên sông, mặc ngại do ba đào không chùng bước hy sinh. Tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa cháu tiên con rồng nguyên một lần vượt sóng to trùng dương. Gâm qua như rồng lượn quanh ta, như rồng lượn quanh ta dương hàng sơn hà. Dân là máu xương, là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thấy kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ quá nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời Nam. Kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân ngầm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đồ, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh gươm, chiếm tàn quân thù vai thay, giáp mi công còn cho chúng bay. Thôi cái lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sông Hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Bác cường địch báo quan âm, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chỉ vũ trụ. Vang từ núi xa 4.000 năm Việt Nam, Việt
ngàn trùng máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng âu cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển. Đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt lòng phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn nó nữa. Các dân tộc chung nhà Việt Nam. À ơi, à đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt Nam. Việt Nam ơi, Việt Nam các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc chung nhà Việt Nam. À ơi, à đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành vũ đạo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc nãy cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không, vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú nghĩ thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin chân thành với cô.